Hôm nay thì phòng kỹ thuật công ty anh Khôi thì có lên thực tế Phú Nam 7 của xã Phú Đô để tìm hiểu về cái sản phẩm đồng hữu cơ phun để trị cái rong rêu tảo ở trên cây chè. Vâng. Thì chú được biết là gia đình cháu là một trong những hộ được công ty anh Khôi phối hợp để sử dụng cái sản phẩm đó trên cái vườn chè của gia đình mình từ trước Tết đến bây giờ. Đến thời điểm này thì cháu đánh giá thế nào về cái chất lượng cái sản phẩm đó trên cây chè? Mục tiêu là mình đánh cái rong rêu ở trên cái lá chè già và lá chè bánh tẻ sau khi chúng ta đốn. Trước tiên là cảm ơn chú Bốn với lại người công ty anh Khôi đã đồng hành cùng với lại người dân làm chè như chúng cháu. Thì là qua cái sử dụng cái trừ rêu trên cây chè của công ty anh Khôi phân phối mà đã đưa cho nhà cháu, gia đình nhà cháu thử nghiệm cái sản phẩm này trên cây chè, thì là qua bước đầu nhà cháu đánh giá rất là cao cái sản phẩm này của bên công ty. Thứ nhất là nó trừ được cái rêu ở trên cây chè. Thế mà cũng như cái hôm mà chú hướng dẫn cháu buổi đầu ấy, thì là khi cái rêu nó chút xuống thì là cái cây chè nó sẽ lấy được quang hợp. Thì là cái tỷ lệ búp chè là thực tế. Thì là đến bây giờ là gia đình nhà cháu là cái bãi chè này là một trong những cái bãi chè hôm chú lên đấy, nhà nó bị rất là nặng. Đấy, tưởng là phải hỏng bãi mất bãi chè. Thế nhưng mà qua cái sử dụng cháu sử dụng 2 lần. Tức là khi sau khi cháu cắt đốn 1 tuần, nhà cháu phun cái chế phẩm này với nhiều lượng là 50ml trên một bình 18 lít. Nhưng mà sau 8 ngày cháu phun lại 1 lần nữa. Đấy, kết hợp với lại bón phân thì đến bây giờ là gia đình cháu là đã khắc phục được cái bãi chè Phúc Thọ mà dù nó cứ bị nấm bệnh rất là nặng. Chú lên kiểm tra đấy, thì sau đến bây giờ thì là nó được cái búp chè nó nảy, cái mật độ nảy búp nó rất là đều. Đấy, là báo cáo với chú là như thế. Thế cảm ơn cháu đã mạnh dạn thực nghiệm một cái sản phẩm mới của công ty anh Khôi và đã có kết quả ban đầu. Thế và bọn chú biết rằng là ở cạnh gia đình vườn chè cháu thì cháu có phun thử trên một diện tích nhỏ của hộ gia đình nông dân bên cạnh. Tổng thể trên diện tích lớn thì bác đó là sử dụng vôi bột để mục tiêu là bác cũng trừ cái rêu, cái nấm ở trên cây chè. Thế còn lại là có dành ra 2 luống để cháu phun thử cái sản phẩm đó, đúng không? Báo cáo với chú Bốn cũng rất là tình cờ. Khi mà cháu phun cái bãi này xong thì là còn thừa thuốc, thì là cháu xin sang ông bên nhà ông thì đang quét vôi ở bên dưới. Thì cháu sang cho bảo là ông ấy cho con xin con phun thử 1 luống. Thế nhưng mà thực tế là con này sang con phun được 2 mẫu chè. Thế mà đến bây giờ thì là cái đấy cả một cái bãi chè nó như thế, mà 2 cái luống chè cháu phun thử cái rong rêu này thì 2 luống chè đấy nó khác nhau hoàn toàn so với này các luống bên trên và các luống bên dưới ông sử dụng bằng quét vôi. Đấy là tí nữa cháu lại mời chú sang thực tế rồi cái bãi bên cạnh. Rồi, thế bây giờ ta đi sang luôn nhá. Ta sang cái bãi bên của ông ấy để ta xem nhá. Rồi, đi. Cháu mời chú. Hôm nay ông lại đi vắng thì không ở, ông ở nhà thì ông đánh giá thì nó khách quan. Đây. Chú nhìn 2 luống cháu phun này. Trên không phun mà dưới ông vãi vôi này, nó khác nhau không? Xin chào chị ạ. Hôm nay chú Bốn ở bên công ty anh Khôi sang đánh giá cái kết quả của cái phun rêu. Thì con đang đưa sang cái hôm 2 cái luống con phun ông bà thì là kể hôm nay ông ở nhà thì là đánh giá một cái nó khách quan hơn. Cùng một loại chè đấy. Rồi đúng rồi. Hôm qua ông ở nhà ông còn bảo là thứ nhất là cái nhìn cái búp nó sáng hơn. Nó sáng hơn thật. Đúng. Mà nó mọc rất là dày, chú Bốn có biết không? Đấy. Mà nó mọc đều từ đầu đến đầu kia chứ không có chỗ nào nó mọc. Thế là khẳng định cái thuốc này đánh tẩy cái rong rêu trên cái lá chè là tốt hơn cái truyền thống bà con mình dùng vôi chị nhỉ? Vâng đấy. Đúng không? Đấy, các bà con mình dùng vôi cũng có thể hạn chế được một phần, nhưng mà cái này nó rõ hơn. Cái tác dụng của nó là diệt được cái rong rêu trên lá nhiều hơn. Đấy, cho nên bây giờ mặt chè nó sáng hơn và cái tỷ lệ nảy mầm này nó
sẽ thì đều hơn. Đấy, cũng như như hôm chú trao đổi này thì cái cây chè nó lấy được quang hợp. Đúng rồi. Nó tụt được cái rêu xuống thì nó lấy được quang hợp. Đấy, cùng một bãi chè. Chứ nếu mà độc cái bãi Phúc Thọ của cháu không thì lại đánh giá nó cũng chưa thể chính xác được. Thế hôm đấy thì cháu này...